Ý thức được, đôi mắt nhắm nhẹ lại và thả lỏng các cái cơ ở trên mặt. Cái nào mình nhúm nhích được mình nghĩ mình thả lỏng, nhưng mà cái mình không nhúm nhích được mình nghĩ mình thả lỏng không được. Nhưng mà không, thả lỏng tức là mình không có căng lên, tức là thả lỏng, tức là trong đầu mình không có suy nghĩ, mình chỉ cần lệnh một cái là ta buông thư đôi mắt nhắm nhẹ lại, ta buông thư đôi môi mỉm nhẹ nụ cười, ta ý thức cái vai của mình đang không có lệch, cái cổ mình không đang có lệch, rất là thẳng và đều, cái lưng mình thẳng nhẹ, mình đang cho phép mình được trong tư thế đẹp và vững nhất, vì mình chứ không ai khác có thể làm được điều đó. Lúc nào? Ngay hôm nay. Nó ở đâu? Ở đây. Và với cái năng lượng ý thức rõ ràng với cơ thể, tự động từng tế bào trong mình nó nở hoa. Anh à, chị à, nãy giờ ngồi hoài mà không có mặt cho tôi, cảm ơn anh đã về trong hơi thở. Tôi đã bắt đầu biết nở như một nụ hoa. Tôi là anh và anh là tôi là em và em là tôi. Hai chúng ta chưa bao giờ chia cách, chỉ có điều anh xa nhà, bây giờ anh lại trở về thôi. Nhiều ngàn năm anh về, tôi vẫn ở đây để cho anh và tôi được gặp gỡ và làm một với nhau. Hạnh phúc là hai chúng ta chưa bao giờ là hai hết. Chỉ cần anh về thôi, tôi sẽ có mặt cho anh liền. Cơ thể mình đấy, nó nói như vậy. Suy nghĩ của mình đấy, nó nói như vậy. Có cái gì trong cơ thể cảm thọ nào rõ ràng biết? Có cái suy nghĩ nào rõ ràng biết? Có cái cảm thọ nào rõ ràng biết? Ý thức rõ ràng cơ thể mình đang ngồi như vậy, buông thư như vậy, an lạc như vậy, nở một nụ cười cho chính mình. Có phải là mỗi lần vấp té mình phải là người đứng dậy? Có phải là mỗi lần giọt nước mắt rơi mình phải là người tự lau khô? Có phải là tất cả những gì đau khổ mình phải tự xử lý? Như vậy thì nụ cười này mình đợi ai ban cho chăng? Không, mình phải là người mình được hưởng cái hạnh phúc của chính mình ban cho mình đấy. Hãy ban cho mình một nụ cười trong tĩnh lặng, để cho mình biết rằng mình còn sống và được yêu thương. Mình yêu thương mình và thế gian này, vũ trụ này cũng yêu thương mình đấy. Cả người thương bên cạnh và sự sống này đang hỗ trợ đẹp nhất điều kiện để cho mình được thở vào một hơi trọn vẹn, thở ra một hơi